Thí Dược Quán Âm. Đường triều năm Trinh Quán, vụ mùa bội thu, vận nước hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Giữa mùa hạ năm đó, một trận ôn dịch bỗng nhiên xuất hiện ở Đăng Châu, tỉnh Sơn Đông, rồi lan rộng khắp nơi. Người bị bệnh toàn thân vô lực, nôn mửa không ngừng. Có rất nhiều người không được cứu chữa mà mất mạng. Quan phủ trong vùng mời rất nhiều danh y, tất cả đều nói không có thuốc chữa. Ê, căn bệnh kỳ lạ này, nghe cũng chưa từng nghe qua, lão hủ bất tài. Trong lúc tuyệt vọng, quan phủ đành phải mang người bệnh cách ly ở bên ngoài quản giáo tự. Một ngày nọ, Quán Tham Bồ Tát Vân Du đến nơi này, nghe được tiếng kêu khóc bi thương không ngớt ở nhân gian, bèn mở thiên nhãn xem xét. Chỉ thấy từ trong ra ngoài quản giáo tự đều là bách tính bệnh nặng nằm la liệt. Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng xót xa, bèn hóa thành một ông lão bán thuốc vào chùa để coi bệnh. Bán thuốc đây, bảo đảm thuốc trị được ba bệnh. Lão nhân gia, chỗ này có người bị ôn dịch, người không vào cửa được đâu, coi chừng bị lây bệnh. Cửa Phật là nơi thanh tịnh, ai lại ở đây làm ầm ĩ? Pháp sư, tôi là thầy thuốc bán dạo, nhìn thấy nơi đây ôn dịch hoành hành, người chết không kể xiết, nên muốn xem thử có thể giúp được hay không. A Di Đà Phật, ta là phương trưởng trụ trì ở chùa này, nếu đã như vậy làm phiền thi chủ rồi. Sau đó phương trưởng dẫn Bồ Tát đến sau hậu viện. Chỉ cần đem mấy gốc thảo dược này bỏ vào trong nồi sắc thuốc rồi đem cho mọi người uống, chỉ cần một ngày là hết bệnh thôi. Ngã Phật từ bi, mong rằng chỗ thuốc này có thể cứu được chúng sanh ra khỏi biển khổ. Thí chủ, tối nay người cứ ở căn phòng đối diện thiền phòng của lão nạp, ngày mai rồi hãy tính tiếp. Ngày hôm sau, phương trưởng đang ngồi thiền ở thiền phòng, chợt nghe phía ngoài có một hồi tiếng hoan hô vui mừng. Sư phụ, sư phụ à, người mau ra ngoài xem, mọi người đã khỏi bệnh rồi. Những người bệnh hôm qua còn thoi thóp, hiện giờ tất cả đều đã khỏe mạnh lại, ai nấy cũng đều tràn trề sức sống. Mọi người đã khỏi bệnh rồi, mọi người biết bệnh rồi, ở đâu rồi? Lão phu ở đây. Bồ Tát trước mặt mọi người hiện về chân thân. Lúc đó mọi người mới biết, thì ra ông lão bán thuốc chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát hạ phàm để cứu độ bách tính. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi hiển linh rồi. Các người mắc phải khổ nạn bệnh ôn dịch chỉ do trong tâm không đủ chánh khí, tham lam hưởng thụ, không biết hành thiện thích đức, không biết lễ kính tam bảo, mới khiến ngoại tà xâm nhập, bệnh hiểm quấn thân. Từ đây về sau, mong là các ngươi phải sửa đổi, sám hối hướng nghiệp, rộng hành bố thí. Chúng con xin kính cẩn nghe theo lời dạy của Quan Thế Bồ Tát, nhất định sẽ hành thiện tích đức, sửa đổi lỗi lầm. Những người có mặt ở đó đem số thảo dược Quán Thế Âm Bồ Tát để lại, rồi sắc lên phân phát miễn phí cho những người mắc bệnh. Tình hình ôn dịch nhanh chóng được tiêu trừ, Đăng Châu lại khôi phục sinh khí như trước kia. Mọi người đem câu chuyện Quán Thế Âm Bồ Tát ban thuốc cứu người viết thành sách, đem truyền bá rộng khắp nơi. Dân chúng cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát cứu mạng, nên đã cúng dường một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thí dược đặt tại quản giáo tự. Từ đó hương quả rất thịnh, tín chúng tấp nập. Bách tính nơi đó, người người đều sửa đổi, rộng tu bố thí, hết lòng tin Phật. Lần này, hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát chính là Thí Dược Quán Thế Âm. Nam mô A Di Đà Phật.
Cha Phật. Nam mô A Di Đà Phật.